Không thiết hả? Rồi bây giờ cứ bình thường ha. Rồi bây giờ em nhìn khi mắt nó nhìn xuống ha, là em nhìn cái đỉnh mũi nè, thẳng xuống kia. À, có ai có điều dưỡng hết rồi, nhưng mà cái điều dưỡng nó muốn cắt á, là phải gọi điện thoại trong này, rồi trong này các em nó chỉ cho cắt. Con đưa cho họ một cái dao 11, chứ không cắt á, mà sử dụng kéo rồi này kia các em nó không có chuyên á thì nó không có cắt được nha. Chị Phan Thiết luôn hả chị? Về em chỉ cần đi ra ngoài bụi bặm á, thứ nhất là mình tránh nước vào vết thương trong vòng 72 tiếng đầu, và thứ hai là mình đã đi ra đường bụi bặm thì mình chịu khó mình đeo cái kính, thì thứ nhất là nó bảo vệ, nó tránh va chạm trực tiếp, nó có một cái gì nó va chạm trực tiếp ha. Thứ hai là để cho nó bớt cái dính một cái gì dơ ở trên cái da của mình á, chịu khó giữ cái vết thương mà nó sạch.